Còn mắm ngon ngon không? Xem là nào. Sao thằng đầu tiên chạy nhanh như ta? Rồi hết rồi, hết rồi. Lại là mấy thằng hách nữa. Thấy nó rồi, thấy nó rồi. Chết mày với tao. Ở qua mấy cua như nó bị lỗi. Như mình vừa thấy nó bị mắng lại sao á. Này kêu hết tốc độ rồi, không phải hết tốc biến rồi. Mày cua lên đây rồi cũng con. Đủ gì mà làm được như vậy. Trời ơi, gẹp hết vô mấy cái mắt cua chạy đã thiệt luôn á. Mấy cái map này là gãy liền. Làm sao mà kiểm soát tốc độ qua mấy cái cua này được. Mày con. Hách với anh à. Tuổi gì? Đây mình nói chạy. Nó nhanh thiệt luôn á. Ồ. Nó để nhẹ cái bình đầy bình nitro luôn. Ngu vừa lờ. Cái khúc đó nhanh quá nó không cua được. Vô cái map đường thẳng là thua rồi. Đường mắm đường thẳng khó ăn lắm. Cái map này dễ nè. Như cái hách tốc biến là như cái phiên bản này là tụi nó chơi từ sau á. Thấy toàn hách này không à. Bạn đua tốt á. Yên tâm dẹp hách là quất thôi. Game này trình độ mà. Ngu mà là chưa cái đó chưa không được luôn. Cũng thuộc đường á, cũng biết đường cua đường vàng nhưng mà đường cua rồi biết đường tắt đường cua vô luôn ghê chứ. Nhìn ra mấy cua khó khó khai vừa lên. Gì cũng bé quá vậy. Phải yêu. Mày Sugar này dễ thương ta. Tới động mà tông rồi. Tóc lâu á. Đớp xe đớp đớp nè. Trời này chuyển hướng ngon. Xe đớp đớp. Cái này chôn. 1, 2. Con xe này là nếu mà không tính tuyệt chiêu là có thể là con xe A có thời gian mi bước cao nhất luôn các bạn. Không tính skill nha. Được, con B vẫn cao. Con xe B là toan rồi, rọt rồi.
Thời phút đó trước mình mất boost giảm tốc ghê quá. CB là có khi lọt rồi á. Ok quay rồi. Đâu có âm nhiều sợ lắm các bạn. Rồi, lắng cái con luôn. Dạo này mình lắng nào cũng không được ta. Hết đứt cáp cho ta. Mạng lắc kiểu gì vậy ta. Mình đâm như tường vậy. Tường cũng hút mình vô sao đó ta. Đúp xe đúp này. Em đi chơi trên đoạn này nha. Kéo tít qua đoạn cua luôn. Map này có hướng dẫn đùa. Xe này thì kéo đơn giản lắm. Xe này nó cái thời gian mưu rất là dài luôn. Nếu không tới tuyệt chiêu có thể là con xe có thời gian mưu dài nhất luôn các bạn. Nhân vật mình có sợi dây chuyền đẹp ta. Vừa to vừa tròn mà nó ngon nữa. Đừng lắng nữa mà. Mạng đó đỏ hết sợ rồi. Cái micro này. Lãi thiệt đó chứ. Bê không lên cái bột kia là thấy sai sai rồi. Dễ mà cũng lọt mà. Tại mình thấy có skill á. Thời gian mình boost cái sức mạnh mình boost nó mạnh á. Mình nghĩ bê như vậy cho nó nhanh. Em nhìn nó boost cũng bê không nổi. Cái lưng cái bột cao nhất kìa. Ok. À, sợi dây chuyền đẹp quá ta. Thôi nha. Lăn ghê thiệt luôn á. Tính đường coi. À, mấy này nó thằng cục nó chơi mình ta. Xuống mày. Không sao không sao. Nó đạo được. Tưởng to rồi chứ. Mắt này thấy
tập kìa, bạn không tập vô chạy lọt chết luôn á. Map này nhìn vậy mới khó, nhưng mà nên thuộc bèn cái map 5 số sao các bạn. Có phải đạt